Mình xin chào các bạn nha, rất vui vì gặp lại các bạn trên kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tăng được cái kích cỡ của những cái chữ số khi chúng ta gõ bàn phím trên điện thoại Samsung nha. Nếu như mà các bạn có phụ huynh ở nhà, có khi mà sử dụng những cái điện thoại thông minh thì thường hay gặp khó khăn trong cái trường hợp đó là gõ những cái bàn phím. Một trong những cái nguyên nhân đó là cái kích cỡ của cái chữ số trên bàn phím nó quá là nhỏ, hoặc là phụ huynh của chúng ta có cái thị lực kém và giảm sút. Chính vì vậy cho nên là mỗi khi mà gõ bàn phím trên điện thoại thì có thể là rất khó khăn trong cái việc là gõ bàn phím để nhắn tin. Vậy thì mình sẽ chỉ các bạn cái cách chúng ta sẽ tăng được cái kích thước bàn phím mỗi khi chúng ta gõ bàn phím trên điện thoại để tránh cái trường hợp là bị gõ nhầm hoặc là bị khó khăn trong cái việc đó là thao tác gõ bàn phím nha. Thì trên bàn phím điện thoại Samsung, các bạn để ý cho mình, cái bàn phím mặc định thì nó sẽ có một cái phần cài đặt đây. Các bạn bấm vào cái biểu tượng cài đặt và các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần nó là kích cỡ. Và nếu như các bạn cảm thấy là cái kích cỡ này nó quá nhỏ để có thể thao tác và gõ trên bàn phím thì các bạn có thể chọn cho mình vào cái kích cỡ lớn nhất cho mình. Đó. Thì khi mà các bạn chọn vào cái kích cỡ lớn nhất như này thì các bạn thấy là cái khoảng cách giữa những cái chữ số và những cái chữ ở trên cái bàn phím nó đã to lên rất nhiều và cái việc gõ nó sẽ rất là dễ dàng. Như vậy thì sẽ giúp ích được cho cái trường hợp là chúng ta có phụ huynh ở nhà khó khăn trong cái việc là gõ bàn phím vì kích thước quá nhỏ hoặc là vì cái thị lực giảm sút, thì chúng ta có thể là tăng cái kích thước bàn phím lên để có thể là gõ chính xác hơn nha.